Oh, xin chào anh cùng tất cả anh chị em trên diễn đàn. Rồi, xin chào bạn. Dạ, em là người muốn phản biện trái chiều một chút, thì cũng là mong muốn lên học hỏi các anh. Dạ, thì em thì là người trong nước, đó, đang sống trong nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó. Thế thì cũng muốn lên học hỏi, đó, bản thân em thì không yêu với bác, cũng không yêu đảng, đấy là sự thật. Và em mong muốn người bây giờ ví dụ tôi bắt bạn cũng không vâng rồi, okay, xin mời. Đấy thì mong lên trên này cũng tìm được tiếng nói chung của các anh để phân tích cũng như là chia sẻ những cái thông tin đấy để cho em cũng trở nên là yêu đất yêu bác yêu đảng, đúng không ạ? Cho người Việt Nam một lòng một dạ để đi cùng đất nước tiến lên phát triển, đó chỉ đơn giản là thế thôi, đúng rồi. Chứ còn em thích cái câu anh nói là, cái câu đầu hồi nãy em mới vào là anh nói là không phải là cộng sản hay cậu hay là cái cộng gì đó, miễn là làm sao đưa đất nước phát triển là tốt đẹp là ok. Đó, thì quan điểm của em cũng như vậy. Đó. Thế bây giờ này, em nói, bây giờ đến lượt em nói nhá. Thế thì bây giờ GDP Việt Nam, đúng không ạ? 10 năm nay năm nào cũng tăng, đúng không ạ? Tăng với tốc độ 6,8%. Thuộc dạng cao nhất thế giới, tôi nói bạn như thế. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Cao nhất thế giới hiện nay. Anh nói đúng chứ em đâu có nói, em có nói anh nói sai đâu. Anh nói rất đúng và vâng, đúng theo đài báo của Đảng và Nhà nước, đúng không ạ? Thế thì bây giờ em chứng minh cho bạn cứ nói như thế mà theo đài báo được các quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng World Bank, tức là ngân hàng đúng rồi. Thì đúng cả ngân hàng thế giới được cả. Dạ đúng rồi, tất cả mọi báo đài tối để làm gì, đúng không? Ồ, thế sao được bây giờ được chính sách. Dạ bây giờ cho em nói được không ạ? Rồi, xin mời. Vâng, thế thì bây giờ ấy, anh nói là báo chí rồi nước ngoài trong nước đều nói như vậy và đến lượt anh đến bây giờ nói cũng như vậy, và em công nhận anh nói là đúng theo đài báo kể cả là nước ngoài và trong nước, đúng không ạ? Thế thì em phản biện lại như thế này đó. Cách đây 2 năm thôi nhá, thế lực phản động đấy, thế lực phản động là trong ngoặc kép, bởi vì với em không phải là phản động như nhà nước gọi là phản động. Được rồi. Thì họ nói là ấy, nợ bình quân đầu người của Việt Nam là 30 triệu, tương đương với 30 triệu tiền Việt Nam đồng rồi. Đúng. Thế thì báo Thanh Niên có nói là đấy là sự xuyên tạc, nhưng đến ngày hôm nay cách đây khoảng 2-3 tháng gì đó không nhớ thời gian, nhà nước đã công nhận rằng bây giờ một đầu người Việt Nam nợ 40 triệu Việt Nam đồng. Thì anh nghĩ gì về con số này? Tôi nói với bạn nhé. GDP tăng mà sao nợ công lại tăng? Tôi anh nghĩ gì về con số này? Bây giờ nhé, thực tế tôi nói với bạn nhé, nếu mà tôi nói về kinh tế thì bạn cũng chưa hiểu về kinh tế nhiều đâu. Cái vấn đề đấy là nợ công, bạn hiểu không? Bây giờ này, đất nước nào người ta cũng nợ công. Bây giờ tôi hỏi bạn, Mỹ hiện nay nợ công bao nhiêu? Nợ công mỗi người dân Mỹ nợ công cỡ khoảng độ hơn 70.000 đô la Mỹ, tức là nó tính hơn 70.000 đô la Mỹ cỡ khoảng 1 tỷ 6 tiền Việt Nam, đúng không? Việt Nam bạn nói là nợ 35 triệu 40 triệu ok, nhưng bạn biết là bây giờ ví dụ tôi nói về nợ công nhé, thì có khả năng ấy, bạn không hiểu đâu. Bây giờ cái vấn đề tôi muốn nói là không phải nợ nhiều hay nợ ít, mà khả năng của mỗi đất nước người ta trả nợ như thế nào, đúng không? Mà tôi cái vấn đề này, tôi mà hỏi bạn một câu về nợ công với bạn, tôi biết rằng là bạn không trả lời tôi được. Bây giờ nợ công, bạn biết là nợ công là như thế nào không? Nợ trong nước như nào, nợ nước ngoài Việt Nam như thế nào không? Theo cái phân bố của Việt Nam như nào không? Bạn biết không? Nếu bạn không biết bạn nói chứ không, thì tôi sẽ nói cho bạn sơ qua một bây giờ ấy. Dạ, bây giờ em nói với anh này này, em trả lời anh là biết hay không biết này. Cái quốc gia nó cứ như một gia đình vậy thôi. Anh hiểu không? Gia đình phát triển, ví dụ năm nay ngân sách của nhà anh, đúng không ạ, là bây giờ làm hai vợ chồng làm tháng dư được 1 triệu, đó, sang năm dư 2 triệu, sang năm dư 3 triệu, đấy là kinh tế phát triển, tức là đúng không ạ, năm nay nợ 1 triệu, năm nay nợ 1 triệu, sang năm nợ 2 triệu, sang năm nữa nợ 3 triệu, thì ai gọi là phát triển? Ví dụ như này được rồi, cũng nợ ai gọi là phát triển? Nhưng bây giờ này, hiện nay bạn cái số tiền bạn làm bạn chỉ đủ để mà bạn xây cái nhà thôi, nhưng bạn muốn làm cái ngõ bạn không có tiền thì bạn đi vay, đúng không? Sau đó bạn phân bổ ra cái thời gian bạn như thế nào
thì bạn trả lời. Tôi hỏi bạn như này, một câu như này, tôi nghĩ rằng có khả năng bạn không biết. Hiện nay Việt Nam cái trần nợ công của họ đưa ra là bao nhiêu? Và Việt Nam khi cái nợ công ấy, thì phân bố nợ Việt Nam và nợ ở nước ngoài như thế nào, bạn biết không? Không biết đúng không? Chắc chắn tôi hỏi. Sao bác này, bây giờ bác cứ nói mà bác bảo em không biết, bây giờ để em nói cho bác nghe. Thế bây giờ nợ công thì tăng, nợ công thì tăng đúng không ạ? Mà ngân khố quốc gia thì như dòng sông khô cạn. Đó, thì bác nghĩ sao về cái vấn đề đó? Đó, thì bây giờ em chỉ nói theo báo, em cũng chỉ nói theo báo đảng thôi, chứ em không nói theo ngoài. Rồi. Cho nên đừng nói em xuyên tạc. Thằng Mỹ nợ vừa nãy tôi nói, có bạn vừa rồi tôi nắm không nắm rõ cái số liệu chính xác lắm, bạn Mỹ vừa mình rồi cứ nói chuyện nhà mình đi, cái thằng Mỹ thì kệ nó anh ạ. Mình cứ nói chuyện nhà mình đi. Nhá. Tức là nợ công của Nhật Bản nhá. Hiện nay ví dụ Nhật Bản nợ công hiện nay nó cũng khoảng hơn 300% GDP. Nhưng mà ở cứ nhà mình, mình nói đi anh ạ. Nhà mình nói không nói đến chuyện nước ngoài nữa. Bây giờ tôi nói ở Việt Nam hiện nay cái trần nợ công của Việt Nam ấy là do Quốc hội quy định, nó chỉ có tức là trần nợ anh không được vượt quá cái số đó, tức là 65% GDP. Mà bạn có biết hiện nay GDP của Việt Nam bao nhiêu không? Là 350 tỷ đô la đấy. Nhưng mà năm 2020 đấy, khi thế giới đã tính lại nhá, tính lại cái GDP của Việt Nam thì là cái nợ công của Việt Nam cỡ khoảng sấp xỉ 50% GDP. Hiện nay ấy, 50% GDP thì 50% GDP tức là Việt Nam hiện nay nợ cỡ khoảng 170 tỷ đô la, nghe chưa? Đấy, mà 170 tỷ đô la đấy thì nợ công, tôi hỏi bạn nợ nước ngoài bao nhiêu, nợ trong nước bao nhiêu? Mà nợ công là cái gì, bạn có hiểu nợ công là cái gì không? Tôi hỏi bạn một câu, nợ công là cái gì bây giờ nhé? Không, ở một diễn đàn nó không có thể tôi hỏi tôi. Công là cái gì thì em trả lời đấy, bây giờ em trả lời đấy. Ở một diễn đàn không thể có dài dòng văn tự ra được. Em chỉ biết nói cho anh hiểu như thế này. Nợ công là gì? Nợ là mắc nợ. Công là gì? Công là chung. Đấy, chỉ nói với anh như thế thôi. Còn nếu phân tích dài dòng văn tự thì cái diễn đàn này không đủ để phân tích. Đó, mà nó còn để cho nhiều người khác lên. Nhưng để làm sao anh thuyết phục được em và chúng ta cùng đưa đến một cái nhận định chung. Đấy là tại sao kinh tế phát triển mà nợ công tăng, ngân khố lại cạn kiệt. Đó, chứ còn bây giờ nói nay, kiểu là Mỹ, nhá, Pháp, Nhật thì định, đấy là lấp liếm thôi. Việt Nam, Quốc hội đưa ra một cái trần nợ công là 65% GDP. Nhưng mà hiện nay Việt Nam mới nợ công cỡ khoảng 50% GDP thôi. Bạn không biết, tôi lại trả lời tiếp cho bạn biết. Bây giờ em nói với anh ấy, nếu mà nói về Quốc hội nhé. Bạn không hiểu thì tôi giải thích cho bạn. Hiện không. Nay nói câu nợ công là nợ chung, bạn nói chỉ gọi là chung thôi. Nhưng mà dạ, tôi nói rất là rành mạch cho bạn biết và tất cả các bạn đều biết. Nợ công là do chính phủ vay hoặc là bảo lãnh đấy để cho vay. Mà nợ công chia nhầm đôi. Trước kia thì trước kia ấy, thì người ta phân bổ nợ công. Tại sao người ta phân bổ nợ công là như thế này? Tức là nợ công ngày xưa ấy, thì là nước mình là nước nghèo thì mình vay với cái vốn mà vốn ưu đãi nhiều ấy, tức là cái lãi ấy, thì nó lãi suất thấp. Nhưng bây giờ thì nước mình là nước gọi là phát triển, gọi là nước thu nhập trung bình rồi. Đấy, thì là hiện nay cái lãi suất người ta cho vay lại cao lên, thành cùng mình phân bố lại nợ công. Tức là nợ trong nước là 60% và nợ nước ngoài là 40%. Nợ trong nước là nợ những ai? Nợ những ngân hàng thương mại ở trong nước, đúng không? Nợ nước ngoài là nợ các ngân hàng ở nước ngoài, nợ các nước ngoài Nhật Bản, Trung Quốc, ABCDGZ. Nghe chưa? Đấy, thì 40% thì bạn nhân với lại cái cỡ khoảng độ 170 tỷ thì các bạn xem thấy thế nào, hiểu không? Còn tôi chỉ chốt vào một vấn đề nhá, tức là nợ công không phải nhiều hay là ít mà mỗi cái quốc gia đó trả nợ như nào. Tôi không muốn so sánh Việt Nam với Mỹ hoặc Việt Nam Nhật Bản, tức là ý tôi muốn nói là thằng Mỹ đã giàu như thế mà nó nợ công nhiều như thế, Nhật Bản cũng giàu như thế mà nó vay nợ nhiều như thế, nghĩa là Việt Nam, hiểu không? Nhưng mà nó phải có trần nợ công để cho mình vay, tức là mình cái khả năng trả nợ của mỗi quốc gia đó nó như thế nào là vấn đề quan trọng nhá. Rồi, ok. Cho nên là các bạn này, bạn cũng nói chung là bạn thôi được rồi, bạn cùng tư tưởng với tôi là bạn muốn coi như là đất nước phát triển, coi như là những người dân
có một cái cuộc sống càng ngày càng được nâng cao lên. Đấy là cái cùng quan điểm. Nhưng mà bạn chưa hiểu được nhiều vấn đề của đất nước. Đấy, bạn chưa hiểu được nhiều. Mà nói chung là tôi nghĩ này, có khả năng cái trình độ học vấn của bạn hơi thấp. Cho nên là, nhưng mà nhiều khi ấy là bạn không hiểu. Cho nên là bạn muốn trình bày một vấn đề nào đó thì bạn phải tìm hiểu cho thật là kỹ. Nếu mà bạn tìm hiểu ở Việt Nam không được, bạn tìm hiểu những cái báo chí của nước ngoài hoặc bạn tìm hiểu về kinh tế, thì bạn hãy tìm hiểu ở ngân hàng quốc tế, ngân hàng Westbank, ngân hàng ADB, quỹ tiền tệ quốc tế. Tôi chỉ khuyên bạn như vậy thôi. Rồi, xin mời em của Huấn Hoa Hồng. Rồi, bạn lên bạn nói tôi về vấn đề tham nhũng này. Vấn đề tham nhũng chúng tôi đã nói rất nhiều rồi. Cho nên những cái vấn đề gì mình không chưa hiểu, chưa biết rõ thì mình đừng có nói. Bây giờ ví dụ là kinh tế phát triển thì không vay một xu nào. Mà đất nước Mỹ nó giàu như thế, nó còn vay như thế. Chuyện chả biết gì cả. Rồi bạn này không mời được, đang thêm mà không mời được. Mời Hải Vũ. Đang thêm Hải Vũ. Rồi, đăng ký thôi. Em chào anh Vàng. Rồi, xin chào bạn. Chào anh chị em. Em đang nằm tối mà nghe cái okay, tên này đấy, đúng không? Bây giờ ví dụ như các bạn nằm ngày cũng được, các bạn nằm tối để các bạn tăng thêm thu nhập. Thì các bạn sẽ chịu khó, các bạn sẽ sắp, giàu sắp Tết rồi, khách họ muốn đổ trinh Tết nhưng bỏ cái việc em làm đi. Em làm bận quá nhưng nghe cái tay khách này tay nói thiếu hiểu biết coi em. Anh phản biện cái thằng thiếu hiểu biết, anh chỉ phản biện nó ngắn ngắn thôi như này. Em nói như này này. Đồng ý không, vấn đề như này. Yêu nước tôi nói bạn để em nói, để em nói. Anh cứ để em nói. Để tôi nói cho mọi người biết. Không, anh cứ dẫn chứng luôn banh cái trình độ nó lùn làm sao nó biết, nhưng để em nói, anh cứ để em nói thế này này. Nghĩa là cái thằng này ấy yêu nước thì không có nghĩa phải yêu Đảng, chuẩn. Tôi cũng đồng ý, nhưng mà nó nói đến không yêu bác thì không biết là ai mang lại cái độc lập cho nó, ai mang lại cái tự do cho nó, mà nó là một cái người miền Bắc. Đúng không? Thế nhưng thôi, bỏ qua cái chuyện đấy cũng không chấp nhất làm gì. Cái đó là cái quyền riêng của chúng nó. Thế nhưng chỉ nói thế này này. Nó so sánh là lợ công thì sao lại càng lợ. Mà nó ý nó nói là vợ chồng nó đi bốc cứt một ngày được, năm nay được triệu, sang năm nó bốc cứt là phải được 2 triệu thì mới là giàu, mà phải để được vào tủ. Nhưng nó không thể hiểu được là vay nợ lại không phải vay để nuôi nhà nó ăn hay là cho nhà nó tiền. Vay này vay đầu tư, đúng không? Mày phải ví rằng là mày là một cái người làm ăn ấy, chứ mày ví là mày đi bốc cứt, năm nay mày bốc được 2 triệu, sang năm mày bốc được 4 triệu mày mới là phát triển thì không phải. Mày phải nghĩ là mày một người làm ăn. Ví dụ như tao này này. Tao làm năm nay được 2 triệu nhưng mà tao vẫn vay thêm 2 triệu tao làm, đúng không? Tổng tài sản cuối năm tao có 4 triệu cả vay lẫn vốn, nhưng sang năm tao có 4 triệu tao muốn làm 8 triệu là tao sẽ lại phải vay thêm 4 triệu nữa. Mày có hiểu ý như thế không? Đấy, anh Bằng chỉ phản biện cái thằng não nó ngắn này, nó chỉ thế. Còn anh đến cái nợ công để làm gì và làm thế nào nó còn không biết, thì anh dẫn chứng ngân hàng thế giới ngân hàng. Còn tại sao anh Bằng anh nói là Mỹ nó dẫn chứng nợ công của Mỹ? Tức là càng giàu thì người ta càng vay, chứ còn cái loại bốc cứt như mày ấy thì mày chỉ nghĩ làm sao mà bốc cứt xong bán cho người tưới rau ấy, là nhét vào cái sắt, càng đầy cái sắt càng giàu. Không phải. Nếu như tao làm này này, tao có 100 triệu, tao phải vay thêm 100 triệu làm 200 triệu. Mà đây tao cho mày nhìn đồ tao nè. Đấy. Nhưng tao thấy lượng khách hàng nó ngon, sang năm tao dám vay thêm 1 tỷ nữa tao làm. Thì tao là cái thằng giàu, nhưng tao vẫn lại còn chúa lợ. Mày phải hiểu cái lợ công ấy, không phải là lợ công mà như là mà kinh tế phát triển mới lại nợ công. Như nhà mày nói là mày đi bốc cứt năm nay được triệu, sang năm phải bốc cứt bán được 2 triệu, là mày mới là kinh tế phát triển. Nó không phải như thế. Hiểu chưa? Cái thằng ốc đất mẹ mày. Còn anh ấy, những cái người ta phản biện ấy, người ta có cái trí thức tí thì anh hãy dẫn chứng quân banh biết. Còn nó nói nó rõ là vợ chồng nó đi làm năm nay được triệu, sang năm được 2 triệu mới là phát triển nhanh, thì nó không bao giờ có cái đủ đến cái ngân hàng, tên ngân hàng Tân Quốc Tế.
Tại sao mà Mỹ nó giàu thế mà nó vẫn vay? Đấy là người ta dẫn chứng cho mày biết là vay cái nợ đấy để làm gì. Ví dụ Việt Nam năm nay đầu tư được một cái hạng mục 100 tỷ. Nhưng mà sang năm đầu tư được cái hạng, 5 cái hạng mục 100 tỷ, tức là thành 500 tỷ, thì buộc phải vay thêm 200 tỷ, là nó vay nhiều hơn. Nhưng mà làm được những 5 công trình. Có đúng chưa? Đúng. Tao chỉ nói đơn giản, vợ chồng nhà mày bốc cất ấy, thì mày chỉ mong sao két sắt nhà mày năm nay được triệu, sang năm phải được 1,5 triệu là nhà mày phát triển. Còn tao làm ăn ấy, thì năm nay tao có 10 triệu, nhưng tao vay 10 triệu là tao vẫn phải lọ 20 triệu, nhưng năm nay tao giả được 10 triệu. Là tao có vốn là thành 20 triệu thì tao lại muốn vay 30 triệu là 50 triệu thì đương nhiên là tao sang năm tao vay nhiều hơn. Nhưng cái mức thế này tao tin tưởng, tao vay 30 triệu sang năm tao làm được 100 triệu tao vẫn giả được 30 triệu là tao lại có 70 triệu tiền vốn. Mày phải hiểu cái nợ công là như thế, chứ không phải nợ công là nhà nước vay trong hút vào mồm nhà mày ăn. Hiểu chưa? Đấy, nói thế cho nó nhanh, chứ còn nói cái bọn này cứ quần banh luôn biết bọn nó không bao giờ nó hiểu đâu. Thế còn nói về cái em nói về thêm về cái thằng này nó cũng lại nói là nó nói nên huy động trên trên vùng cao tiền gạo. Đúng, vẫn huy động, đó là cái nhân văn của người Việt Nam. Nhưng mày phải biết thế này này, cái vùng cao nó rất là phát triển, nhưng một số đồng bào thiểu số ấy, người ta không chịu hòa đồng với người Kinh, người ta vẫn sống ở các cái dẻo cao vút cao tắp, tức là có những cái nhà mà người ta khu định cư ấy, người ta xuống một thời gian người ta lại trèo lên núi ta ở, tức là tái định cư cho họ, họ cũng không ở, kiếm cái chỗ cho người ta thuận tiện để người ta đi làm, người ta cũng không, người ta cứ theo cái phong tục người ta sống, đúng không nào? Đó là một cái rất là cái vấn đề nan giải. Nhưng tại sao nhà nước vẫn hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền, vẫn huy động? Đó là xã hội chủ nghĩa, đó là đảng ấy. Còn tư bản á, quên mẹ mày đi, mày gọi là chết đói kệ bà mày, không có ai huy động, cũng không có ai cứu chúng mày đâu. Đấy là xã hội chủ nghĩa, nó ở cái chỗ đấy đấy. Nghe chưa? Đấy, em đang bận làm thôi, anh ấy đang định rồi, định đấy cái ông Thanh Thanh gì ấy, nhưng mà thấy thằng này nó ở trong nước mà nó ngứa tai quá. Rồi, anh Vân đang mời Nam Phong. Chào anh bạn. Bây giờ ông Thanh Võ với lại ông Quang Nguyễn này thật sự là muốn lên lắm, muốn phản biện, bởi vì nghe thật sự là giống như là chó sủa ngang tai, nghe bức xúc lắm, không chịu được, cho nên là muốn lên phản biện thôi. Trước tiên thì cái ông Quang Nguyễn này nè, cái ông Thanh Võ thì đương nhiên là ổng là cái tư tưởng chống cộng. Cái chống cộng thì không bao giờ nó thừa nhận đất nước mình một cái công dân trong nước, nhưng mà lại mù đến mức độ mà không nhìn thấy cái sự phát triển của đất nước, thì ông đi chết giùm tôi đi ông Quang Nguyễn. Ông không xứng đáng để làm, để sống ở cái đất nước này. Ông Quang Nguyễn, bây giờ tôi xin phản biện một vài cái ý kiến vừa rồi của ông ha. Thứ nhất, ông nói về anh Phú và nói chuyện bán vé số, thì cái chuyện bán vé số là cái người bán vé số là đa số là họ chuyện đó ai cũng biết hết. Nhưng mà ở đây chúng tôi hay so sánh là vì sao? Vì ở Việt Nam không có việc làm thì có thể đi bán vé số, còn những cái kẻ chống cộng ngoài bên Mỹ kìa, không có việc làm thì homeless, lang thang đầu đường xó chợ. Nó khác nhau, cho nên chúng tôi đem cái người vé số ra, cái người thấp nhất ở cái xã hội này để so sánh, để biết rằng Việt Nam vẫn hơn những cái kẻ homeless ở bên Mỹ. Đó. Rồi cái thứ hai, ông dẫn chứng là lũ lụt, năm nào lũ lụt thì đói. Và do là tại sao nhà nước phải kêu nhà nước hỗ trợ. Vậy ông hiểu như thế nào là cái từ thiên tai không? Giờ tôi không nói trong nước mà tôi chỉ nói Nhật Bản. Ông có nhớ cái thảm họa kép động đất sóng thần ở Nhật Bản không? Việt Nam hỗ trợ gạo cho những cái người mà bị thảm họa đó ở tận bên Nhật á. Vậy thì bây giờ ông nói rằng họ là những người nghèo đói, đói ha. Nhật Bản họ đói đó,
mới được hỗ trợ. Cái tư duy logic của ông ở đâu? Ông có tư duy không? Thiên tai là cái thảm họa nó xảy ra tức thời, và ngay lúc đó họ chưa khắc phục được, thì chúng ta cần có những cái tổ chức cá nhân để hỗ trợ cho họ vượt qua cái giai đoạn đó. Chứ không có nghĩa là họ đói, bởi vì nếu mình không hỗ trợ ngay lúc đó thì họ đói thật, nhưng mà về lâu về dài không bao giờ có cái chuyện đó. Phải ông có tư duy không? Ông biết tư duy, cái ông không biết là ông học trình độ nhận thức ông thế nào, nhưng mà ông tư duy cái kiểu trời mưa thì đường ướt, mà đường ướt thì cũng do trời mưa. Cái kiểu tư duy của một đứa trẻ khác gì cái đám chống cộng hết á. Ông là cái thành phần là tự nhục ở trong nước, nhưng mà thành phần tự nhục. Rồi bây giờ nói đến cái vấn đề mà ông nói phát triển, ông nên nhớ Việt Nam mình phát triển bao nhiêu lâu? 26 năm kể từ khi Mỹ vỡ gỡ bỏ cấm vận. Thì đồng chúng ta là cái nước, một trong những cái nước phát triển có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và trong nhiều năm nay. Nhưng mà ông nên nhớ một điều. Nếu một người, ví dụ tôi lấy ví dụ rất dễ hiểu là nền kinh tế chúng ta có 1.000 tỷ, mỗi năm chúng ta phát triển 7%. 7% của 1.000 tỷ đó là bao nhiêu? Trong khi Mỹ nó có 1 triệu tỷ đi, thì nó phát triển chỉ cần 1% thôi. 1% của 1 triệu tỷ và 1% của 1.000 tỷ nó khác nhau như thế nào? Chúng ta đang phát triển và chúng ta đuổi dần dần đuổi kịp, nhưng mà nó còn khoảng cách rất xa. Bởi vì sao? Những cái nước đó nó phát triển cả hàng trăm năm, vài trăm năm rồi. Chứ nên đừng có so sánh một cái khập khiễng như vậy. So sánh cái kiểu mà thể hiện cái sự dốt nát rồi. Rồi tăng trưởng là cái này, tăng trưởng hồi nãy anh Bằng có nói nhưng mà cái vị này không hiểu. Chúng ta không tự nhận mình tăng trưởng, mà có tự nhận cũng không được. Hàng năm chúng ta làm như thế nào, xuất khẩu bao nhiêu, sản xuất được cái gì. Các cái tổ chức thế giới nó ở ngoài nước, và nó có những cái người có cái cơ quan ở trong nước, ở nước Việt Nam mình đây nè, thường trú ở Việt Nam nè, họ đánh giá. Chứ không phải tự nhiên chúng ta nhận. Thí dụ như trong gia đình mình, bây giờ tôi ra tôi nói năm nay tôi làm 3 tỷ, không ai biết hết. Bởi vì không có ai ở trong nhà tôi đánh giá được tôi thu nhập được bao nhiêu. Nhưng mà Việt Nam thì khác. Một cái đất nước chúng ta không thể lấp liếm, bởi vì ở Việt Nam rất nhiều các cái tổ chức nước ngoài, họ ở đây, họ làm việc ở đây, họ giám sát ở đây. Chúng ta không thể nào nói dốc nói láo được. Cho nên là những cái đánh giá đó là tất cả đều, nó gọi là không tuyệt đối chính xác, nhưng mà nó là mức tương đối. Ví dụ như 6,8 thì nó có thể là 6,7 hoặc 6,9%. Nó có mức tương đối sát với thực tế. Còn nói tới cái nợ công, thật sự tôi nghe tôi đã ngứa tai rồi. Mà khi mà nói tới cái vấn đề nợ công thì thật sự tôi không tưởng tượng được một con người, nói chung là lớn tuổi chứ không ai nhỏ tuổi, nhưng mà cái nhận thức nó kém cỏi đến mức độ. Anh ví như một gia đình, anh làm anh dư ra là anh không có nợ. Với cái tư tưởng này là tư tưởng của cái kẻ làm thuê.